Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì xong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên sale hàng cho cả nhà mình. Và hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là combo của Hamilton này, Citizen này, Technot, Orange với cả một vài thương hiệu nữa, Versace này. Đó, và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858584 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh. Thực sự hôm nay có rất là nhiều các mẫu hàng siêu phẩm đẹp và giá cực kỳ là tốt và sốc, đúng không ạ? Đây là một cái dịp cuối năm thì em cũng tri ân gửi lời cảm ơn dành đến cho tất cả mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em ở trong suốt thời gian qua và cũng như trong video ngày hôm nay. Thì trước đó mọi người chưa chốt được gói mã hàng nào thì các anh chị mọi người tranh thủ ở trong dịp này, giá cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Và không để mọi người đợi lâu nữa thì em sẽ lên luôn với mã hàng sản phẩm đầu tiên nha. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên này, em có về cho cả nhà mình ở mẫu này. Thì đây sẽ là một cái phiên bản của Citizen. Cái bản Citizen này ý, thì thực sự là cũng hơi tiếc là chiếc này thì nó không về hộp đâu. Nhưng mà được cái là ở phiên bản này thì nó rất là ok, rất là đẹp. Bởi vì bản này là bản Titanium. Đấy, đây là mẫu Eco Drive pin năng lượng mặt trời nhá. Nó có 3 kim này. Đấy, module máy là của dòng H149. Đấy, của dòng H149. Thì cái này thì mọi người chỉ cần search đó là Citizen H149 thì trên video YouTube là người ta sẽ hướng dẫn rất là, có rất nhiều các video người ta hướng dẫn. Còn em thì nếu mà mọi người cần thì em sẽ chỉnh trước luôn cho cả nhà mình luôn. Ở đây nó có một cái chức năng SMT, đó chính là cái chức năng Summertime, là tiết kiệm pin ấy, tức là giờ mùa hè. Đấy, thì mọi người có thể là tắt bật cái chế độ tiết kiệm pin này. Tiếp theo nữa là chi tiết niềng ở bên trong này, nó sẽ có ghi kết tất cả các cái múi giờ của các quốc gia trên thế giới. Đấy, ví dụ như là ở đây này, ví dụ Việt Nam mình thì sẽ theo múi giờ của Bangkok. Thì khi mọi người di chuyển đến quốc gia nào đó thì mọi người sẽ chủ động mọi người chỉnh cái về cái múi giờ của cái nước sở tại mà mình đang ở, đúng không ạ? Về phần kính nhá, thì sẽ sử dụng đó là một cái dòng kính được phủ thêm cả một lớp AR chống chói ở vị trí phía bên trên này, viền cạnh này. Đấy, và mặc dù là đã qua sử dụng nhưng mà em thấy kính nó chưa có một vết trời xước gì đâu. Vì em thấy thường các cái dòng này người ta hay sử dụng dòng kính sapphire, mặc dù đằng sau thì người ta cũng không ghi thông số, nhưng mà em thấy là độ chống trời chống xước của nó cực kỳ tốt. Còn tất nhiên là với phiên bản này thì đã qua sử dụng, đúng không ạ? Nên là về cái vấn đề là có một vài các cái vết trời xước, đúng không ạ, thì nó cũng không thể là tránh khỏi được. Nhưng về cảm quan bên ngoài thì độ mới của nó còn rất là cao. Và đặc biệt là phiên bản này là phiên bản Titanium nên nó rất là nhẹ. Đằng sau đấy nha, nó sẽ có đó là Citizen Eco Drive này, Radio Control này, đúng không ạ, cập nhật giờ theo sóng của đài radio này. Tiếp theo nữa đó là Anti-Magnetic, tên là kháng tử. Chức năng kháng tử này sẽ giúp cho đồng hồ chạy rất là chuẩn, rất là chính xác. Tiếp theo nữa, đằng sau này sẽ có đó là Made in Japan, tức là một cái phiên bản nội địa. Nó được thiết kế lắp ráp sản xuất đều ở tại Nhật hết nha. Một chi tiết nữa đó chính là công nghệ Duratec. Thì cái công nghệ Duratec này nó chỉ sử dụng ở trong một số các cái chất liệu kiểu dòng cao cấp, ví dụ như là titan này, hay là vàng này, bạc này. Thì họ sẽ có phủ thêm cả một lớp Duratec ở phía bên trên ngoài. Thì cái lớp phủ Duratec này nó giúp cho cái bề mặt nó sẽ có, tức là giúp cho cái chất liệu đó nó sẽ có cái độ cứng hơn này, độ bóng sáng tốt hơn này. Đấy, và cái độ chống trầy, chống xước của nó cũng sẽ ok hơn. Đấy nhá, thì đấy là cái phần đó là phần công nghệ Duratec. Thì nó sẽ có thêm cả một phần công nghệ Duratec ở đây. Với độ chống nước của phiên bản này sẽ là 13. Bản này dành đến cho các anh nam tay vừa, và hơi to một chút xíu, size 39 để em đếm đo dây nữa. Càng của mẫu này là 45.4 nhá. Cái chiếc này thì dây hơi ngắn mọi người ạ. Dây còn cho cổ tay 17 thôi. Thôi chiếc này thì em cũng sẽ xeo xả luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, bởi vì dây nó hơi ngắn một chút. Thì mọi người nhớ nghe kỹ cái size dây giúp em nhá. Nghe kỹ size dây, size cổ tay giúp em. Còn cho cổ tay 17 trở xuống thì mọi người sẽ đeo vừa chiếc này. Còn nếu mà tay to hơn là nó sẽ đeo bị chật, vì cái mẫu này người ta không gửi mắt thừa về kèm. Đấy, bộ kim cọc số thì nó sẽ có dạ quang. Bình thường mẫu này đang là 2.650.000. Em thôi, cái mẫu này dây nó ngắn thì em cũng sẽ xả luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó là còn 2.300.000. Mã hàng đầu tiên, mã 91,
Di chuyển tiếp theo sang ở mã số 92. Mã 92 thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Mã 92 là mới lên mẫu nào được. Bởi vì hôm nay em có rất là nhiều các cái mẫu rất là đẹp. Thôi em lên luôn cái bản Dufa luôn đi. Dufa nha. Dufa thì mọi người đều biết rồi, nó là của Đức. Đấy, chiếc này thì em về nó là nguyên zin. Nhưng mà nó không về hộp đâu mọi người ạ, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đấy, Dufa. Đây, tag của nó 55.000 yên. Sale đi còn 50.000 yên, tức là nó tương đương với tầm khoảng 11-12 triệu. Sale đi nó rơi vào tầm khoảng độ gần 11 triệu. Đấy, một cái bản của Dufa. Chiếc này thì dành cho các anh nam tay nhỏ thôi. Anh nam tay to không đeo được. Đây là mẫu automatic nha mọi người nha. Bởi vì thường ấy thì như mọi người biết là các cái mẫu Dufa mà thi thoảng mà em đấu về được ấy thì đa số nó là bản pin thôi, cũng giống như là Zeppelin thôi. Đấy, nhưng mà đây là mẫu Dufa, bản này là bản 3 kim này. Đó, kim nung xanh này, lịch ở vị trí góc 3 giờ nha, made in Germany, tức là được sản xuất ở tại Đức này. Mặt này, viền cạnh này, núm nhá, mặt trước và sau. Với độ chống nước của bản này là 3 ATM, mã chất của nó sẽ là DF9011 này, made in Germany, all stainless steel này. Bên trong bộ máy đây sẽ có chuyện logo tên thương hiệu của nó sẽ là Dufa này. Automatic nha. 24 dwell đúng không ạ? 24 chân kính. Đây là bộ máy này. Cái bộ máy này là một cái bộ máy cơ của Nhật. Máy 9015. Máy Mizuta của Nhật. Nhưng đây là dòng máy đời cao. Đấy, cái dòng máy đời cao này nó tương đương với cả một cái bản cơ của máy Thụy Sĩ. Tần số dao động của nó là 28.800 VPH. Mọi người có thể là search, đó là máy Mi 9015, hoặc nếu không thì mọi người chỉ cần ghi đó là thông số về số hiệu máy của máy 9015 thì trên các cái sàn thương mại tức là trên trang Google ấy, đấy thì người ta cũng sẽ có tất cả các cái chi tiết, tất cả cái thông số của cái dòng máy 9015 này. Đấy, đây là một cái dòng máy tương đương với cả máy Thụy Sĩ nha mọi người nha. Bởi vì ở đây thì em biết là mọi người xem video là có rất nhiều các anh chị mọi người sưu tầm đồng hồ, và có các anh chị mọi người cũng là thợ đồng hồ, nên là mọi người nhìn với bộ máy này hay là cái thiết kế này là các anh chị cũng sẽ biết ngay là bộ máy của nó cực kỳ đẹp và nó chất như thế nào, nó tương đương với cả máy Thụy Sĩ. Đấy, viền này, cạnh này. Đấy, tần số của nó là 28.800 cơ. Sai mặt ngang ở bản này là 38.2 nhá, và càng của mẫu này là 45.2. Đấy, và đây là như cổ tay của em thì là 16.5 thì là em đeo vừa luôn. Đó, em đeo vừa luôn, còn tay 17.5 đều có thể đeo được nha. Đây là một cái bộ dây da đẹp này. Đây. Đấy, dây da. Cái dây này thì nó giống như là kiểu dạng như là dây da thủ công ấy mọi người. Nó rất là mới nhỉ, như chiếc này nó không về hộp. Thế cho nên là đôi khi là kiểu như là không có hộp ấy thì người ta để thì đâm ra là nó có một vài các cái vết xước lông mèo ở phần viền quanh vỏ thì tất nhiên là cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà nó cũng sẽ không lộ và độ mới của bản này cực kỳ là cao luôn. Món này thì em đang để đó là 4650 và em đang sell cho cả nhà mình là còn 4.250.000. Đó, một cái phiên bản máy phiên bản của Đức. Đó, sử dụng cái bộ máy Mi của Citizen, nhưng cái tần số dao động của nó và cái bộ máy này nó tương đương với cả một cái bộ máy của Thụy Sĩ. Bản này sẽ ở mã 92. Tiếp theo sang ở mã số 93. Mã số 93 thì em lên cho cả nhà mình một cái bản của Hamilton. Đây cũng là thương hiệu mà trực thuộc của tập đoàn Swatch. Dạ vâng, tức là một trong 18 thành viên trực thuộc của tập đoàn. Nên là nó cũng phải trải qua rất nhiều các kỳ kiểm định nghiêm ngặt để có thể tồn tại được ở trong tập đoàn. Với mẫu này thì em có về là full hộp nha mọi người nha. Đây bên ngoài này, nó còn có cả một cái hộp này. Đấy, hộp số thẻ của nó sẽ có đi kèm đầy đủ luôn nhá. Đấy, mã số hiệu của sản phẩm đúng không ạ? Ngày mua hàng rồi là cửa hàng là sẽ đều có luôn, và em để kẹp luôn ở trong cái quyển sổ này luôn để tránh bị mất. Tag mác của nó thì nó cũng sẽ có đầy đủ luôn ạ. Đây là mẫu của Hamilton này.
Chiếc này thì qua sử dụng rồi, nhưng mà nói chung là về độ mới của nó thì còn rất là ok. Độ mới của nó khá là cao. Phần này rất là đẹp nha mọi người nha. Và này sử dụng dòng máy H10 đấy, độ chữ cóp của nó rất là tốt luôn ý. Bởi vì mọi người lưu ý cho em đó là trong dòng Hamilton này này, thì nó tức là thương hiệu này thì nó trực thuộc của tập đoàn Schwarzwick, và thường thì người ta thì các cái phiên bản này nó sẽ sử dụng của dòng máy STA. Nhưng mà đối với các cái phiên bản đời đầu ấy thì có một số các cái phiên bản này người ta sẽ sử dụng đó là dòng máy H10, tức là dòng máy nâng cấp lên từ dòng máy STA. Và cái tức là nâng khi mà đã nâng cấp lên đúng không ạ, thì nó sẽ có rất là nhiều các tính năng tối ưu, và về cái độ chữ cóp của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Một lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Còn bây giờ thì mọi người nhìn về cảm quan một chút xíu về cái phiên bản Hamilton này. Đấy, thì đây là một cái thương hiệu mà quá là đẳng cấp rồi đúng không ạ? Và các anh chị mọi người xem hay là mọi người đam mê về đồng hồ thì gần như không ai là không biết đến với thương hiệu của Hamilton. Họ đẹp từ mẫu mã đúng không ạ, cho đến chất lượng của các cái chiếc đồng hồ ấy, nó rất là ok luôn, độ chữ cóp của nó cực kỳ tốt. Bản này là phiên bản 3 kim sử dụng mặt kính sapphire nguyên khối và giúp cho đồng hồ chống trầy chống xước tốt này. Mặt bên trong màu ghi xám nhé mọi người nha, màu hơi ghi xám trải đều đường vân này. Logo biểu tượng của Hamilton to rõ ràng sắc nét này, lịch ở vị trí góc 6 giờ, dòng chữ Swiss made ở vị trí góc 6 giờ ở đây nữa. Lịch lọc đúng không ạ? Đây, viền cạnh nhá, bộ kim này, cọc số này. Viền này của nó thì nó sẽ là dạng sáng bóng này. Cạnh sườn này của nó này thì nó sẽ là theo kiểu dạng như là phay xước này. Đấy, vừa phay xước vừa sáng bóng nó sẽ mix cùng với nhau nha. Núm có logo biểu tượng của chữ H, và các anh chị thấy là một bản cơ của Thụy nhưng nó rất là mỏng. Đằng sau đáy đây thì sẽ có mã số hiệu của sản phẩm đúng không ạ? Kèm theo đó là ở trong cái hộp này này, nó sẽ có mã check của nó sẽ có đầy đủ nha mọi người nhá. Độ chống nước của phiên bản này là 5 ATM. Đó, tương đương với cả bao nhiêu PSI này. Kính sapphire crystal song nguyên khối này. Bên trong đây sẽ sử dụng đó là 25 25 chân kính bộ máy Hamilton. Và bộ máy này nó sử dụng dòng máy của dòng H10, máy H10. Nên là với dòng máy H10 này thì độ chữ cóp của nó cực kỳ là tốt. Nó lên đến 60 tiếng đồng hồ. Đấy, đây là viền cạnh nha. Dây này, size dây 22 đúng không ạ? Dây da thủ công. Còn tất nhiên là qua sử dụng rồi nên là cái này là dấu hiệu của cái vết khi mà người chủ cũ người ta sử dụng đúng không ạ, thì nó cũng sẽ có các cái vết theo thời gian. Cái này hình như là chắc là đánh đi là sạch thôi mọi người ạ, bởi vì cái chất dây này này nó không phải là cái kiểu dạng như là dòng dây thấm nước lắm đâu. Mình đánh cái này đi là sẽ sạch thôi. Cái này xong rồi thì em sẽ thử vệ sinh lại xem là nó có sạch hơn được không. Đấy. Nhưng mà về độ mới, về cảm quan của nó thì nó rất là ok, và cái chất dây của nó cũng cực kỳ là tốt nha. Đây là cái bộ dây này, dây da xịn đấy mọi người ạ. Đây dây da xịn này. Đây các cái đường chỉ khâu tay này. Mọi người chơi về đồ da là các anh chị cũng đều biết rồi. Đây nha. Ở đây nó còn có đó là Without Liberty. Cái dòng này này nó sẽ có cái thêm cái dòng chữ này, em không biết dịch đâu mọi người ạ. Đọc thì em đọc được nhưng mà đọc thì cũng không chưa đúng lắm đâu, nhưng mà dịch thì thôi em cũng không biết dịch đâu. Thì mọi người về các anh chị biết tiếng Anh thì các anh chị có thể dịch vào mỗi một bản ấy, nó sẽ có một cái ý nghĩa riêng đúng không ạ? Đấy, chứ không tự nhiên mà nó lại có một cái dòng chữ ở đây đâu ạ. Đây là viền này, dây này, chốt khóa này. Khóa này nguyên zin nhá. Khóa này thì nó sẽ là dòng khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi. Và cái khóa này nó là khóa dầu dây. Ví dụ như là em luồn dây vào đây và cái mắt này chẳng hạn đi. Đó, thì mọi người sẽ luồn dây vào đây. Và như thế thì nó sẽ nằm ở trong cái cổ tay của mình. Đó, dây rất là gọn. Rồi vâng, chứ nó không có phải là luồn đai đĩa hay là gì cả nha. Đây là người chủ cũ làm. Người chủ cũ là tay người ta đến đây này. Đây thì em sẽ mở lên cho mọi người xem. Cái chủ cũ là tay người ta đến chắc là tầm đây. Đấy. Tay chứng tỏ là tay người ta cũng khá là nhỏ đấy chứ. Nhưng mà người ta vẫn đeo vừa cái dây này. À không. Nếu mà luồn theo đúng như tay của người chủ cũ thì nó rơi vào tầm khoảng độ tay 17 mọi người ạ, hơn 17 một chút xíu. Đấy. Nên là nó có cái vệt màu ở đằng sau, ở bên người nó lấp ở bên trong như thế này này. Đấy, thì đây là cái màu viền ngoài. Đấy, còn nếu mà tay mọi người to hơn thì các anh chị có thể là thêm cái nấc ra ngoài một chút xíu là ok. Nói chung là về độ mới của phiên bản này thì còn rất là ok nhá.
Bản này thì nó có cái giá tác của nó lúc nãy em cất vào trong bên trong này rồi, nó là 895 đô, là nó cũng phải tương đương với khoảng độ tầm 20 triệu, hơn 20 triệu. Đấy, đây là một cái phiên bản của Hamilton rất đẹp. Nói chung là về cái chiếc này thì không thể chê một điểm gì luôn ấy. Xe mặt 41.5 nhá, và càng của mẫu này đó là 51. Bản này dành cho các anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok nha. Bản này bình thường thì em đang để với mức giá đó là 10.500.000. Thì thôi, chiếc này em cũng xeo xả luôn cho cả nhà mình luôn chiếc này này. Chơi lớn luôn với cả nhà mình để cho mọi người trải nghiệm với cái dòng máy của Hamilton nhé. Mẫu này em để luôn cho cả nhà mình đó là 9.900.000, được chưa ạ? 99. Cho số cho nó đẹp. Chứ bình thường thì em không bớt được nhiều như vậy, nhưng mà thôi đợt này thì em xả hàng nên là giá cực kỳ là tốt. 9.900.000. Bản này sẽ ở mã tiếp theo đó là mã 93. Di chuyển sang ở mã số 94. Mã 94 thì sẽ lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của vô sạc. Mẫu này nói chung là mọi người đều biết rồi, nếu mà khi mà đã về vô sạc thì ít khi nào nó có hộp lắm. Thực sự luôn, rất ít khi nào có hộp. Đấy, và chiếc này thì nó cũng không ngoại lệ. Bản này thì em cũng đấu về cho cả nhà mình thì nó cũng không có hộp đâu. Nhưng mà được cái là bản này thì rất là đẹp, đúng không ạ? Cũng là máy Thụy Sĩ, bản này là bản pin máy Thụy 6 kim nhé mọi người nha. Đây là một thương hiệu đến từ Ý. Thì mọi người biết là vô sạc thì họ rất là nổi tiếng với các cái về gọi là nước hoa này, đồ da này, đồ da túi sách này, giày dép này, đúng không ạ? Hay là kể cả như là quần áo ấy thì cũng sẽ đều có tất cả ở tất cả trong các cái lĩnh vực luôn. Còn về trong các cái lĩnh vực đồng hồ thì đồng hồ của nó thực sự rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Đấy, tức là cái độ bảo hộ thương hiệu của nó cực kỳ là cao luôn đấy ạ. Đây là một cái bản pin thì ở đây nó sẽ có kim dây nhé mọi người nha. Kim dây này, thì kim dây này nó sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ, đúng không ạ? Chạy cho phần kim giờ kim phút. Còn cái kim dây to đùng ấy thì cái kim này, ôi trời ơi, nó lại còn chạy ngược nữa mọi người ạ. Ôi sao dòng kim này nó chạy ngược này mọi người ơi. Ôi nó rất là lạ nha. Đấy, nó chạy ngược. Ở đây thì hình như cái này nó sẽ là 7 ngày trong một tuần này. À, nó chạy lên đến đây xong bắt đầu nó lại reset về một vòng nữa mọi người ạ. Tức là giống như là cái dòng kim retro ấy. Giống như là dòng kim retro, tức là kim xoay ngược ấy, giống như là ở cái bản mà Citizen mà hôm trước em có giới thiệu đến cho cả nhà mình ấy. Đấy, thì nó sẽ là cái dòng kim chạy ngược đấy ạ. Ôi trời ơi, nó rất là hay nhá. Nó chạy được đến một nửa thôi thì bắt đầu là nó sẽ lại reset về. Đó. Nó chạy đến một nửa thôi, nó lại sẽ reset về nhá. Đấy là dòng kim retro. Phải dòng kim retro nhỉ, để em xem nào. Đây này. À, repeater, em xin lỗi, repeater, cái mẫu này của em nó cũng là dòng kim chạy ngược đây này. Đâu mất rồi. Cái pin này nó đang yếu. Nó đang hết pin. Đấy, cái dòng này hay là em chỉnh về cái gì rồi. Nó cũng sẽ là dòng kim chạy ngược. Thì cái dòng này của nó cũng thế này. Ôi, rất là hay nhá, rất là lạ luôn. Đấy. Thì nó chạy được khi nào được hai vòng ấy thì cái kim thời gian nó tốc độ tối đa ở đây nó sẽ lại nhíp một nấc này. Mặt kính thì nó sẽ là sử dụng mặt kính sapphire nguyên khối rồi, đúng không ạ? Và nó giúp cho đồng hồ chống trầy chống sứt tốt. Kính thì được phủ thêm cả một lớp AR chống chói ở vị trí phía bên trên này. Đây là chi tiết niềng nha, form kiểu dáng rất là đẹp. Tất nhiên là mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà độ mới thì cũng còn rất là ok. Dây nguyên zin của vô sạc đằng sau đáy đây. Đây là biểu tượng đặc trưng của vô sạc, đó là nữ thần tóc rắn Medusa. Đó, nữ thần tóc rắn đúng không ạ? Rất nhiều các cái hình ảnh ở đây. Đó, sẽ có cả trên logo này, đằng sau đấy cũng sẽ có kính sapphire Swiss Made máy Thụy này. Đây là được triện toàn bộ nha, mã số hiệu sản phẩm đi kèm này. Ô, bản này đẹp thế. Trời đất ơi, đây là cái phiên bản kim ngược.
dòng repeater. Size mặt ngang của bàn này là phiên bản size 41.3 này, càng của mẫu này là 49.6. Đấy, dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to. Nhìn như này giống như ý xứng như là mặt xanh đúng không ạ? Như nó là mặt đen. Để em sẽ thử đóng dây vào nhé, xem là dây của nó còn dài không. À, dây của nó còn khá là dài, tay 17.5 đeo thoải mái mọi người ạ. Đấy, dây của nó còn khá là dài, dây thép đúc. Đấy, tay 17.5 đeo thoải mái luôn. Đẹp. Mẫu này thì em đang để đó là 3850 và đang sale cho cả nhà mình còn 3.550.000. 3.550.000 mã số 94. Tiếp theo sang ở mã số 95. Mã 95 thì em lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái phiên bản của Citizen nhá. Đây là mẫu Citizen này. Thì bản Citizen này thì đây là một cái bản Citizen Eco Drive pin năng lượng mặt trời này. Thì cái tuổi thọ pin của nó sẽ được rất là lâu. Nó có lịch đó là ở vị trí góc 3 giờ và kim dây sẽ nằm ở vị trí góc 6 giờ, kim dây rốn nha. Bên trong mặt đồng hồ nó sẽ có các cái ô kẻ caro, ô kẻ vuông rất là đẹp. Đây là toàn bộ phần viền, niềng, núm, dây, chốt khóa. Mặt trước này, mặt sau. Với độ chống nước của bàn này sẽ là 13. Mã máy là dòng B690. Size mặt ngang là size 38. Càng của mẫu này là 45. Và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Chiếc này thì qua sử dụng nhưng độ mới cực kỳ là cao mà nó đẹp ý. Mẫu này phải nói thực sự là rất rất đẹp. Bàn này em đang để cho cả nhà mình là 2.650.000 và đang sale còn 2.400.000. Mã 95. Di chuyển sang ở mã số 96. Full hộp nha mọi người nhá. Chiếc này là full hộp. Sang ở mã 96 thì lên tiếp cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Casio Edify. Cái dòng Casio ấy thì mọi người đều biết là trong bộ sưu tập của Casio thì dòng Edify nó sẽ là dòng cao cấp nhất của Casio. Đấy, và nó sẽ trong phiên bản này thì nó sẽ mang một cái phong cách rất là thể thao và nó có khá là nhiều các cái chức năng. Ví dụ như là ở đây thì nó sẽ vừa là chạy digital và vừa chạy analog, tức là vừa kim vừa điện tử. Ví dụ khi mọi người bấm vào đây thì nó sẽ có world time, giờ thế giới này, báo thức 1 này, thời gian này. Nó có khá là nhiều chức năng nha mọi người nha. Thì cái này mọi người có thể là tìm hiểu về cái phiên bản này để mọi người có thể là chỉnh và mọi người có thể là tối ưu nhất các cái chức năng đúng không ạ, để cho mọi người sử dụng. Độ chống nước của phiên bản này sẽ là 10 ATM này, countdown timer, tức là có cả đếm ngược đúng không ạ, với ba cái chế độ báo thức ở đây nữa. Đấy, có hình như là ba alarm đây này, báo thức này, có nhiều lắm. Còn đây là cài đặt nhá, thì đây là mình tăng giảm này đúng không ạ, adjust này, mode này, để có đầy đủ chức năng luôn. Chiếc này thì mới. Đằng sau thì nó có cả tem chính hãng của Casio này. Nên mọi người thấy này, nó có một cái tem ẩn này, tem đổi màu của Casio này. Có world time nhá. Chronograph thì nó tính đến 1/100 giây. Countdown timer có này, đúng không ạ? Mode này. Ở đây là Japan Mode và Kane China. Thì Kane nó sẽ là vỏ, sẽ được sản xuất tại nhà máy của Casio, đặt được ở bên Trung. Bởi vì kể cả Citizen hay Orange hay tất cả thương hiệu thì đều có các trụ sở bên đấy. Mở rộng thị trường và tiết kiệm chi phí, đúng không ạ? Module máy sẽ là dòng 5479. Nếu mà mọi người mà chưa biết chỉnh về các cái dòng này thì các anh chị chỉ cần tìm đó là Casio dòng 5479 thì trên YouTube người ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái hướng dẫn. Chiếc này thì mới nguyên, chưa qua sử dụng đâu ạ. Để mọi người thấy này, dây này, tag mark này, nó còn đầy đủ luôn nhá. Đấy. Tag của nó đây. Đấy, đây này nó có tất đây ba chế độ báo thức hàng ngày này, độ chống nước này, stainless UK này, Telememo 30 này, cái gì đấy ạ, em cũng không rõ lắm về cái chức năng này. World Time, giờ thế giới này, đấy là nó cũng sẽ có đầy đủ. Chiếc này dành cho anh nam tay vừa và hơi to nha. Cái này thì em nhờ mọi người về chỉnh giúp em. Size 44 ạ, và càng của mẫu này sẽ là 51.7. Đấy, và như cổ tay của em là 16.5 thì em đeo nó sẽ hơi to, nhưng tay 17 trở lên thì sẽ đeo rất là đẹp. Chiếc này là full hộp đây. Module này 5479. Mẫu này em đang để đó là 3.600.000 và đang sale cho cả nhà mình còn 3.350.000. 3.350.000. Nó là dòng đời máy cao cấp của Casio, mã 96. Sang ở mã số 97 thì em lên cho cả nhà mình tiếp theo đó là một cái mẫu của Orange. Đối với phiên bản Orange này thì đây là một cái phiên bản Orange với thiết kế kính sapphire nguyên khối nha. Đây mọi người thấy là cái biểu tượng
của mẫu Orient thì thường khi nào nó có cái hai cái hình này này, kính kính với nhau này này, đúng không ạ? Thì nó sẽ là sử dụng kính sapphire đấy ạ. À, mặt bên trong đẹp màu xanh nhá, kim cọc số thanh mảnh đẹp này. Và tiếp theo nữa đó là kim cọc số nó sẽ có dạng quang ở trong điều kiện sáng kém này, núm này, dây chốt khóa. Mẫu này thì qua sử dụng rồi đấy, nhưng mà độ mới thì cũng rất là ok, bởi vì em thì hay đấu về các cái mẫu hàng tuyển chọn mà, nên là mặc dù có những cái mẫu đã qua sử dụng nhưng mà độ mới còn rất là đẹp nhá, rất là ok, nên mọi người yên tâm. Made in Japan phiên bản nội địa nha. Đó, tất cả thông số của nó cũng sẽ có đầy đủ ở đằng sau. Bản này nằm trong bộ sưu tập cứ giống như là của dòng cốc thai hay sao ấy. Size 40, càng của mẫu này là 43.8. Và đây như cổ tay của em này. Đấy, 16.5 là em đeo vừa nha. Chiếc này tay 10, hiện tại là size dây còn cho cổ tay 17.5 trở xuống. Đấy. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình bản này đó là 3.650.000. Hôm nay em để luôn cho cả nhà mình mẫu này, sale luôn cho cả nhà mình mẫu cơ này là còn 3.3 triệu. 3.3 triệu, mọi người nghe kỹ cái size dây cho em nhé. Trời ơi, giá cực kỳ tốt luôn ý. Bởi vì cái mẫu này mà mua mới ấy, là nó cũng sẽ phải dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn chục triệu ấy. Đây này, bây giờ nó mới chạy này. Đây này, em cho cả nhà mình xem lại cái kim ngược đây này, cái kim ngược của cái mẫu giống như là cái mẫu của vô sạc ấy. Đấy, kim ngược repeater. Tiếp theo sang ở mã số, à chết rồi em quên, mã số này là mã số 97. Mã 97 sang ở mã số 98. 98 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái mẫu nữ nha, để cho các anh chị mọi người mà có thích các cái mẫu nữ để mọi người tặng người thân yêu của mình thì các anh chị có thể tham khảo này. Bình thường thì mẫu này các anh chị cũng đều biết rồi, là em đang để cho cả nhà mình mẫu này đó là 4.500.000. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ sale luôn, để cho mọi người có những cái món quà để dành tặng cho người thân yêu của mình. Với phiên bản IW này, hiện tại bên em đang làm đại lý ủy quyền của hãng và có cửa hàng ở tại 322 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội nhá. Đây là một cái phiên bản IW Carnival lộ tim bản cơ. Đấy, mặt này rất đẹp luôn đúng không ạ? Cọc số nha, kim hình lá này. Bên trong của nó sẽ có đính đá ở bên trong nhá. Và các cái viên đá này nó rất là to đúng không ạ? Theo các kích thước khác nhau, nhưng mà nó có cái sự sắp xếp rất là hài hòa, rất là đẹp. Lộ tim này, máy vàng nhá. Chi tiết lìa ngoài này cũng sẽ được nạm toàn bộ, đó chính là các cái phần viền đá này, núm này, mặt sau này, stainless steel này, mã là 573L này, độ chống nước của nó sẽ là 3TM này, sử dụng máy mi của Citizen 21 chân kính, máy vàng nha, búa vàng luôn. Thì với cái bộ máy này nó có tần số dao động đó là 21.600 VPH và chữ cót tối đa là 38 tiếng đồng hồ. Di chuyển tiếp theo về cái phần dây thì ở đây sẽ là một cái bộ dây da. Cái dây da trắng này này, nhưng mà nó rất là đẹp. Bởi vì cái dây này bây giờ thì người ta sẽ làm theo cái kiểu dạng như là dây nó phủ thêm cả một lớp bóng ấy. Nên là kể cả giọt nước mà nó có rơi vào đây nhé, mình lấy khăn mình lau sạch đi là ok. Hoặc là bị bắn cái gì vào đó mình lấy khăn mình lau sạch đi. Đấy, thì là với cái bản dây trắng này thì đeo lên tay nó sẽ rất là đẹp và rất là sang tay. Tag mark thì cũng sẽ có đầy đủ. Đây là một cái mẫu mạch cơ. Và đối với các bạn nữ thì phải nói thật sự với cả nhà mình rằng người ta đòi hỏi đến cái sự chi tiết tỉ mỉ và cẩn thận hơn rất nhiều so với bạn nam. Vì nó còn phải thể hiện được cái sự nữ tính chứ, đúng không ạ? Đây là bởi vì tên nó toàn bộ đều được làm bằng chất liệu thép mà, thì nó sẽ liên quan đến một cái gì đó nó rất là khô khan, nó cảm giác nó sẽ thô đúng không ạ? Nhưng khi mà qua tay của những gọi là những nhà thiết kế này hay là của hãng này, thì các anh chị thấy là các cái đường cong này, uốn lượn này, nó sẽ có cái sự trau chuốt và tỉ mỉ hơn rất nhiều so với các cái phiên bản của nam. Để nhìn cảm giác nó sẽ có cái sự mềm mại và khi đeo lên tay nó sẽ rất là đẹp và nó tôn lên cái nét đẹp của người phụ nữ. Bản này là size 34.7 nhá, và càng của mẫu này là 40.4. Đấy, và đây em ứng thử lên tay cho cả nhà mình cùng xem này. Cái chiếc này nhìn ngoài nó đẹp lắm luôn ý. Đây. Đấy, viền này cạnh. À, mặt lòng trong này của nó còn khảm cơ mọi người ạ. Chứ nó không chỉ đơn giản nó là cái mặt nền đấy đâu. Mặt lòng trong của nó còn khảm nha. Khảm xà cừ này. Đấy, và khi đeo lên tay này, rất đẹp. Rất là sang. Mẫu này bình thường em đang để là 4.5 triệu. Và hôm nay em để luôn cho cả nhà mình cái mẫu này. Kỷ niệm luôn cho cả nhà mình. Đó là 4.2 triệu. 4.200.000.
mã 98. Tiếp theo sang ở mã số 99. Mã 99 thì lên tiếp cho cả nhà mình. Mã 99. Mẫu này đi. Đây. Hay thôi em lên mẫu này đi. Em lên mẫu này đi. Mẫu này hôm trước còn rất là nhiều các anh các chị mọi người có hỏi em ấy. Hôm trước nhưng mà hôm trước là em chưa về hàng được. Đấy. Thì hôm vừa rồi là em có về đấy, nên là thôi thì em cũng lên luôn cho cả nhà mình cái mẫu này. Chiếc này là một cái phiên bản của Technot. Dạ vâng, vào thương hiệu Technot thì cũng quá quen thuộc rồi, bởi vì em hay lên Technot lắm. Em hay đấu Technot. Đấy, và đây mọi người nhìn cái chất thép này. Đấy nha, đây là cái dấu vân tay của em này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Thép này, rất là đẹp. Form kiểu dáng của nó giống với cả Audemars Piguet, đúng không ạ? Một cái form rất là sang trọng, lịch lãm dành cho các anh nam. Mặt bên trong của nó sẽ là mặt carbon nhé, với các cái đường vân carbon này. Đấy, thì khi mà nghiêng theo từng góc cạnh ý, thì nó sẽ có các cái góc khác nhau. Bộ kim với cả cọc số thì nó sẽ có dạng quang sáng và cho điều kiện sáng kém nha. Nên là buổi tối là mọi người vẫn có thể là quan sát giờ giấc rất là dễ dàng. Với size mặt của phiên bản này là size 44, càng của mẫu này là 54, dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Ngày xưa thì Technot nó là thương hiệu của Thụy, sau đó thì họ có chuyển nhượng lại cho Nhật và bây giờ nó sẽ là thương hiệu của Nhật. Và tất nhiên nó sẽ sử dụng đó là bộ máy pin của Nhật rồi. Đấy, phay xước này, dây này, tác mát này của nó thì cũng sẽ có đầy đủ luôn này. Đó, mặt trước mặt sau nhá. Với độ chống nước của phiên bản này sẽ là 5 ATM. Giá tác hiện tại đang là 38.500 yên, tức là nó sẽ tương đương với tầm khoảng 6 cho đến hơn 7 triệu đối với phiên bản này. Dành đến cho anh nam tay to. Đây em đeo lên tay. Ui đẹp thế. Bản này là viền trắng nhá, viền trắng, dây thép trắng luôn. Nên kể cả là trong cái quá trình mọi người sử dụng mà lỡ ấy, mà có bị va quệt vào đâu đó thì nó cũng sẽ khó lộ, không lộ lắm. Đấy, một cái phiên bản carbon, mặt carbon bên trong. Bình thường thì mẫu này em vẫn đang để cho cả nhà mình đó là 2.4 triệu. Đợt trước em trước có đợt em đấu về rơi vào tầm khoảng độ 2.350 hoặc là 2.4 triệu gì đó. Nhưng mà chiếc này thì thôi, nó cũng rơi vào đợt sale xả hàng thì em để luôn cho cả nhà mình ở chiếc này, đó chính là 2.200.000, 2.2 triệu. Đó. Mã 99 nhá. Di chuyển tiếp theo sang ở mã số. Đây là mã 99, mã số 100. Mã số 100. Mã 100 thì em sẽ lên tiếp cho cả nhà mình mã 100. Thôi em lên nốt, xeo nốt, xả nốt cái bản Festina này cho cả nhà mình luôn. Cái bản Festina này thực sự với cả nhà mình nó nhiều chức năng lắm luôn ý. Thì cái này thì mọi người về, các anh chị mọi người sẽ tìm hiểu thêm về các chức năng cho cả nhà mình nha. Còn đâu về cơ bản ý, thì ở đây nó sẽ có đó là kim giật, kim phút, kim dây rồi đúng không ạ. Ở đây nó có một cả một cái vòng tròn, bởi vì bản này là bản đua xe đạp. Là có một cái vòng tròn đây này mọi người này. Đây ở bên trong nó sẽ ghi thông số của nó. Ở đây đó là cái gì đây, tính đến trung bình của nó sẽ là 25 cây ý. Đấy, thì nó có một cái vạch đỏ ở đây để nó chỉ. Thì em cũng chưa hiểu lắm về cái chức năng này của nó. Nhưng ở đây thì nó sẽ có cả chức năng chuyên đô của Grab này, 4 giờ thể thao này. Đấy, rồi sau đó nó có cả báo thức hay là gì đó. Thì em cũng chỉ giới thiệu cơ bản về cho cả nhà mình, đúng không ạ? Đó là về cái chức năng giờ này, phút giây này, đúng không ạ? Rồi chức năng chronograph. Còn thêm các cái chức năng nào đó nữa để ở trong cái phiên bản này thì mọi người về các anh chị tìm hiểu thêm giúp cho em nha. Niềng của nó này thì nó sẽ là một cái niềng xoay này. Đấy, ở đây nó sẽ tính đến 1/20 của giây. Đấy, nó chạy thì nó chạy được bao nhiêu phút ấy thì. À, đây mọi người nha. Cái chiếc này là nó sẽ hiển thị. Trong này nó còn một cái kim này nữa cơ. Thôi em cứ tính cơ bản thôi. Nó là cái kim, đây là kim giờ này, kim phút này. Nó chỉ hiển thị kim giờ, kim phút thôi nha. Còn cái kim này là kim tính 1/20 của giây này, đúng không ạ? Chức năng chronograph ấy ạ.
Kim này nó chạy được hết 1 giây thì kim dây này nó sẽ như một nấc. Và thời gian đo tốc độ tối đa mà tính theo phút thì nó sẽ hiển thị ở trên góc 12 giờ. Còn nếu mà tính theo tiếng thì nó sẽ hiển thị theo ở vị trí góc 9 giờ ở đây. Đấy, và lịch ở vị trí góc 3 giờ ở đây nữa. Liền ở bên trên này nó cũng sẽ được khắc tất cả các cái phần thông số đây. Núm này, mặt sau này. Đó. Kính của nó là dòng kính cứng cường lực nha. Chernobyl này, Festina. Trước này thì người ta đã thay một cái bộ dây mới rồi. Và ở đây là người ta thay một cái bộ dây da thật đấy ạ. Dây này dây da cá sấu, dây thật. Đấy, đây là dây. Và cái này thì mọi người về thì các anh chị chỉ việc sẵn đeo thôi. Size 42 ạ. Và càng của mẫu này là 50.8 nhé. Mẫu này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu thì mọi người sẽ đeo ok. Đấy, nó có nhiều chức năng lắm mọi người ạ. Chứ nó không phải là... Nhưng mà thôi em cứ giới thiệu cơ bản cho cả nhà mình về cái chức năng đó là kim giật, kim phút, kim dây đúng không ạ? Và sau đó là kim chronograph thôi. Còn về các chức năng kia thì mọi người về các anh chị chỉnh giúp em. Mẫu này thì bình thường em đang để cho cả nhà mình đó là 2 triệu. Hôm nay em để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 1 triệu 750 nghìn. Mã 100 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép là sẽ hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo. Thì mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào ấy thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858 58 58 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.